Lại là mình đây. Sắp được nghỉ hè rồi, các bậc phụ huynh đăng ký tham gia trại hè cho con mình chưa? Đi trại hè cần phải chuẩn bị những thứ gì? Vậy hôm nay chúng ta cùng đi và xem nhé. Tất nhiên, như thường lệ, từ đầu tiên mà chúng ta cần phải nhớ đó là Let nhí ta bor. Let nhí ta bor. Sau đó, điều mà các bậc phụ huynh phải ghi nhớ cẩn thận đó là thời gian đi và về của con. Ot jest. Ot jest. Ngày đi. Tri jest. Tri jest. Ngày về. Seras. Seras là điểm tập trung. Năm nay vì dịch bệnh Covid mà chúng ta có thể thấy thêm một từ đó là Seras ke testovani. Seras ke testovani đó là điểm tập trung để làm xét nghiệm. Bây giờ chúng ta cùng xem các bé cần phải mang theo đồ gì nhé. Các cô giáo thường hay yêu cầu trong ba tu jek các em phải có kinedril, svachina, piki. Các bạn chú ý rằng chiếc bình đựng nước này sẽ được dùng trong suốt thời gian tham gia trại hè của con. Jeden balíček papírových kapesníků. Jeden balíček papírových kapesníků. Kapesné. Thường chúng ta phải để trong peněženka. Một số trường học tổ chức trại hè được gọi là škola v přírodě. Škola v přírodě. Khi đó, các em sẽ phải cầm theo sebou učení, bao gồm hộp bút với đầy đủ dụng cụ như thường ngày đi học. Vybavení penál. Một số sách vở và số liên lạc. Žákovská knižka. Và không thể thiếu các đồ như sau. Oblečení. Spodní prádlo. Ponožky. Số lượng phải tương ứng với số ngày mà các bé đi. Trička s krátkým a dlouhým rukavem. Trička s krátkým a dlouhým rukavem. Svetr nebo mikiny. Svetr nebo mikiny. Kalhoty a tepláky. Kalhoty a tepláky. Pyžamo. Plavky. Bunda lehčí i teplejší. Bunda lehčí i teplejší. Pevné boty. Sportovní boty. Sandály. Nepromokavé přezuvky. Sau đó chúng ta cũng cần polštář. Ở đây chúng ta có thể hiểu là vỏ gối để các bé có thể gói quần áo bẩn khi mang về. Và cái không kém quan trọng đó chính là plaštěnka a holinky. Ngoài ra, một số trại hè cũng yêu cầu spacák. Plíšák. Các bạn đừng quên chuẩn bị cho các con đủ kapesníky và vlhčené ubrousky để các con có thể dùng hàng ngày nhé. Sau đó là các vận dụng vệ sinh cá nhân.
hygienické potřeby. Hygienické potřeby. Cụ thể là zubní kartáček a pasta. Zubní kartáček a pasta. Sprchové mléko. Sprchové mléko. Šampon. Šampon. Hřeben. Hřeben. Ručník. Ručník. Osuška. Osuška. Opalovací krém. Opalovací krém. Repelent. Repelent. Những đồ mà chúng ta không cần mang đi thì sẽ đi kèm từ nebrat. Nebrat. Một nét truyền thống trong các trại hè đó chính là các con sẽ gửi thư về cho gia đình. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị obalki s dopis nim papirem. Obalki s dopis nim papirem. Hay còn có thể là poletnice. Poletnice. Bạn phải viết trước trên phong bì địa chỉ nhà của mình để các thầy cô có thể gửi thư về cho các con nhé. Và quan trọng không kém đó chính là các giấy tờ cần thiết. Bởi vì nếu thiếu bất kỳ giấy tờ nào thì các con sẽ không thể tham gia trại hè được. Ví dụ như potvrzení o bezinfekčnosti. Xác nhận không mắc bệnh truyền nhiễm. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte. Giấy chứng nhận có dấu bác sĩ. Thời hạn không được quá 2 năm. Và kopie kartičky VZP. Bản photo thẻ bảo hiểm nếu con bạn phải dùng thuốc gì đặc biệt thì các bạn cũng đừng quên mang léky. Léky. Và cuối cùng là các bức thư hoặc thiệp gửi cho con. Cô giáo sẽ giấu đi phát cho các bé mỗi ngày để bớt nhớ nhà. Yana cũng phải nhắc các bậc phụ huynh là đừng quên ký tên của các con lên tất cả đồ vật để tránh trường hợp bị nhầm nhé. Chúc các bé có một chuyến đi chơi thật vui vẻ và học được nhiều kỹ năng cũng như có thật nhiều kỷ niệm nhé. Mọi người đừng quên like, share và subscribe để có thể nhận thêm thông báo về các bài học tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!